Hiền Thục xin được mến chào quý vị đang quay trở lại trên kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trên website alobacsi.com, fanpage Alo Bác sĩ Họ Bác sĩ Trả Lời và trên nền tảng YouTube video Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề làm sao để đối đầu với cơn đau trong bệnh nhân ung thư. Và đồng hành với tất cả quý vị, Hiền Thục trân trọng giới thiệu sự góp mặt của Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Triệu Vũ, là trưởng khoa ung bướu của Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Dạ, Hiền Thục kính chào bác sĩ ạ. Xin chào chị Hiền Thục và các bạn đang theo dõi. Dạ, thưa bác sĩ Triệu Vũ, với một bệnh nhân ung thư thì nguyên nhân nào khiến họ đau? Chúng ta có những nguyên nhân trực tiếp cũng như gián tiếp là gì ạ? Thì thứ nhất là đau là một cái triệu chứng rất là thường gặp đối với bệnh nhân ung thư. Mà đặc biệt là những bệnh nhân ung thư mà giai đoạn cuối thì thường đại đa số bệnh nhân đều ít nhiều đều có phải chịu cái cơn đau. Thì đau do bệnh ung thư nó có thể thường là nó trực tiếp do khối u nó gây ra, chẳng hạn như khối u gan thì một khối u lớn nó có thể gây bệnh nhân đau tức cái bụng. Đau do bệnh nhân ung thư cũng có thể là từ những khối di căn, chẳng hạn một khối ung thư vú, di căn xương thì làm cho bệnh nhân rất là đau. Và cái nữa là bệnh ung thư nó có thể gây một cái tình trạng làm cho bệnh nhân suy kiệt, do cho bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, suy kiệt. Thì những cái tình trạng suy dinh dưỡng, suy kiệt đó cũng làm cho bệnh nhân nhạy cảm hơn đối với cơn đau. Và khối u nó cũng tiết ra một số chất hóa học, và những cái chất hóa học đó cũng có thể làm cho bệnh nhân cũng dễ làm cho bệnh nhân bị đau nhiều hơn. Thì có thể nói đau là một cái triệu chứng rất là thường gặp, và phần lớn các trường hợp mà nhất là bệnh nhân suy dinh cuối thì đều phải trải qua những cái cơn đau. Thưa bác sĩ, mỗi người sẽ có những cái mức độ chịu đau khác nhau. Vậy thì các y bác sĩ sẽ làm gì để đánh giá được mức độ đau của bệnh nhân ạ? Dạ, mình biết đau là một cái triệu chứng chủ quan. Thực ra mà nói thì cái ngưỡng đau của mỗi người khác nhau. Có người thì cùng một cái bệnh, cùng một cái vị trí như vậy, nhưng mà có người đau nhiều, có người đau ít. Cái thứ hai nữa, cái đau nó cũng phụ thuộc vào vị trí khối u, cái mức độ lan rộng của khối u, cái vị trí của các sang thương di căn. Và cái ngưỡng đau, mình nói là ngưỡng đau thì mỗi người khác nhau, chứ mỗi người sẽ cảm nhận cơn đau theo một cách khác nhau. Thì để đánh giá cái mức độ đau của bệnh nhân thì thường thứ nhất là cái đơn giản và thường gặp nhất là mình sẽ hỏi. Mình có thể cho một cái ví dụ thang điểm từ 1 tới 10 như vậy. Hoặc mình có người ta có một số cái công cụ để đánh giá, chẳng hạn như người ta có thể sử dụng cái thước thang cũng là thang điểm, và để bệnh nhân mỗi ngày như vậy người ta bệnh nhân có thể tự cho một cái thang điểm nào đó. Người ta có thể sử dụng chẳng hạn như cái khuôn mặt từ cười tươi cho tới khuôn mặt buồn chẳng hạn, để bệnh nhân mỗi ngày khám bệnh thì bệnh nhân có thể chỉ vô để diễn tả cái mức độ đau. Nhưng mà nói rồi, cái đánh giá cái cơn đau nó chỉ là một cách tương đối, và cái cơn đau nó thay đổi theo mỗi người. Do đó cái trong cái vấn đề điều trị thì nhất là bác sĩ lúc nào cũng phải thăm khám. Và cái thứ hai nữa, mình hỏi cái đáp ứng đối với cái thuốc giảm đau, có thuốc điều trị của bệnh nhân có tốt hay không. Thì nếu như mà mình điều trị cái bệnh tốt thì thường là bệnh nhân sẽ cảm giác là thoải mái và giảm đau hơn rất là nhiều. Và cái đó thì nó sẽ thay đổi theo từng ngày, theo cái phương pháp điều trị. Thì bây giờ cái việc đánh giá đau của bệnh nhân đó là một đánh giá nó sẽ mang tính hơi chủ quan. Và cái đánh giá đau này thì phải theo dõi, và cũng như là mình phải thăm hỏi bệnh nhân mỗi ngày như vậy để coi cái mức độ đau, cái biểu hiện đau của bệnh nhân người ta có thay đổi theo cái điều trị, theo cái thuốc mà mình đang xài hay là không. Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà bệnh nhân đau như vậy thì các y bác sĩ sẽ làm gì để giúp các bệnh nhân ngoài việc thuốc men ra? Thì đối với cái cơn đau do ung thư á, thì thứ nhất là mình trị, thứ nhất là trị cái triệu chứng. Thì đối với các thuốc hiện nay thì có khá là nhiều các thuốc giảm đau. Thì mình có thể sử dụng những cái thuốc giảm đau thông thường, như là các thuốc giảm đau mà người ta thường bán ở ngoài nhà thuốc, như là các viên paracetamol. Hay là một số trường hợp mình có thể phối hợp của các thuốc giảm đau thông thường là paracetamol với một cái loại thuốc giảm đau khác như là viloxicam chẳng hạn. Nếu như bệnh nhân còn đau nữa thì mình có thể phối hợp thêm một số thuốc giảm đau của nguồn gốc thần kinh chẳng hạn. Và nếu như bệnh nhân đau nhiều quá thì mình có thể phối hợp thêm cái thuốc giảm đau mạnh hơn, chẳng hạn như cái thuốc giảm đau có dẫn xuất từ á phiện. Thì đương nhiên việc sử dụng các thuốc giảm đau mạnh, các thuốc giảm đau mà có dẫn xuất từ á phiện thì đòi hỏi thứ nhất là phải đánh giá kỹ. Cái thứ hai nữa là mình phải theo dõi sát để có thể kiểm soát được các tác dụng phụ do thuốc gây ra.
Và cái về mặt pháp lý thì việc cấp các thuốc giảm đau mà có dẫn xuất á phiện thì nó liên quan tới một số cái quy trình cũng khá là chặt chẽ do Bộ Y tế ban hành để tránh cái hiện tượng lạm dụng những cái thuốc giảm đau có dẫn xuất á phiện. Cái thứ hai nữa là mình điều để điều trị cái cơn đau cho bệnh nhân á, thì thứ nhất là mình đương nhiên phải xài thuốc giảm đau. Cái thứ hai là mình phải điều trị cái nguyên nhân gây đau, tức là điều trị cái khối u. Thì nếu như mình điều trị khối u tốt thì tự nhiên bệnh nhân sẽ bớt đau. Chẳng hạn như một khối ung thư phổi gì căn xương chẳng hạn, mình có thể điều trị cái thuốc, những cái thuốc mới, những cái thuốc tốt, mình điều trị đúng cái nguyên nhân gây đau. Khi mà cái khối u phổi nó đáp ứng thuốc tốt nó nhỏ lại, những cái khối gì căn xương theo đó cũng sẽ nhỏ lại, thì tự động bệnh nhân sẽ bớt đau. Và cái thứ ba nữa, mình có thể phối hợp với các phương pháp khác, chẳng hạn như là một cái khối ung thư xương gây đau chẳng hạn, nếu như mình có thể phối hợp với các bác sĩ bên cái phẫu thuật, mình có thể mổ, mình cắt bỏ khối u đi thì cũng sẽ bớt đau. Và là một khối ung thư di căn não, mình có thể phối hợp với các bác sĩ bên xạ trị, mình có thể tiến hành mình xạ trị, mình chạy tia vào khối u thì cũng sẽ bớt đau. Bây giờ cái điều trị cái đau ung thư nó cũng là một cái điều trị phối hợp nhiều cái biện pháp. Rồi thì có thể nói là cái điều trị đau do bệnh ung thư là một cái điều trị mà phối hợp nhiều cái phương pháp khác nhau ha, từ các phương pháp là giảm đau thông thường đến các chất thuốc giảm đau mạnh cho tới điều trị khối u, cũng như phối hợp với các chuyên khoa khác như là phẫu thuật hay là xạ trị. Thì cái này thì tùy theo từng tình huống bệnh nhân cụ thể, từng cái bệnh cụ thể trên từng cái giai đoạn mà mình có thể phối hợp những cái một hoặc nhiều phương pháp khác nhau nhằm mục đích là có thể là khống chế cái cơn đau tốt nhất cho bệnh nhân ung thư. Thưa bác sĩ Triệu Vũ, ngoài thuốc men ra thì có nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng là họ sẽ luôn luôn cầu nguyện, cũng như là ai có một cái tín ngưỡng tôn giáo nào đó, họ muốn tin cũng như là để cho cái tâm hồn được thư thái hơn thì hoặc là sẽ nghe nhạc, hoặc là sau đó thì nhờ bác sĩ Vũ có thể cho lời khuyên được không ạ? Dạ đúng, thì trong cái điều trị đau do ung thư cũng như một cái liệu pháp về mặt tinh thần cho bệnh nhân thì rất là quan trọng. Tại vì vấn đề chính là mình biết là bệnh ung thư nó là một bệnh mãn tính và kéo dài. Và cái thứ hai nữa là cái mình điều trị thì ngoài những phương pháp chính thống thì đương nhiên là bệnh nhân có thể tìm tới những cái phương pháp khác, miễn là người ta thấy có được một cái sự nhẹ nhõm, cái sự bớt được cái giải tỏa được những cái lo âu, giải tỏa được những cái lo lắng của bệnh nhân. Thì khi bệnh nhân cảm giác thoải mái về mặt tinh thần thì tự nhiên người ta cũng thấy là mình sẽ bớt đau. Chẳng hạn như nhiều bệnh nhân người ta có thể có một cái thú vui gì nào đó, chẳng hạn như nghe nhạc chẳng hạn. Hay là có người thích nghe nhạc, có người thích xem phim, cũng như ở bản thân tôi ở bệnh viện thì có người thích là sáng thì vô nhà thờ để cầu nguyện. Hay có cô thì thích đi chùa. Thì cái chuyện đó rất là tốt, cái chuyện rất là tốt. Thì ngoài những phương pháp mà điều trị dùng thuốc, dùng tia xạ, dùng thuốc tê này kia ra thì những cái liệu pháp đó thì tôi nghĩ nó rất là tốt và nó có thể giúp cho bệnh nhân có thể là bớt được cái lo lắng, bớt được cái lo âu. Thì miễn mình thấy sao nó thoải mái, mình có thể thấy đi chùa, đi nhà thờ, đi lễ hay là nghe nhạc, xem phim gì đó, những cái phương pháp đó thì nếu như mà ai thấy cảm thấy thoải mái khi mình thực hành những cái phương pháp đó thì mình cứ cứ cứ, cứ bình thường. Thì dưới đó cái những cái liệu pháp về mặt tinh thần thì giúp cho đỡ lo lắng, đỡ lo âu, cảm giác an tâm, tin tưởng hơn, thì người bệnh cũng sẽ tuân thủ cái điều trị tốt hơn và tự người ta cũng cảm giác là nhẹ nhõm và cảm giác bớt đau hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ Triệu Vũ với những thông tin chia sẻ ở chương trình lần này. Thưa bác sĩ, trước khi khép lại chương trình thì nhờ bác sĩ có thể gửi một vài lời khuyên cũng như là nhắn nhủ đến với những bệnh nhân đang mắc ung thư ạ. Thì thứ nhất đối với bệnh ung thư thì nó là bệnh ung thư bây giờ xếp vô một cái mãn tính, nhưng mà bây giờ thì điều trị này kia nó cũng đã có nhiều cái tiến bộ. Và cái thứ hai nữa tôi biết ví dụ như về cơn đau này kia thì có một số bệnh nhân thì cũng cũng rất là tội nghiệp, tức là người ta không có dám bộc lộ hết cái cơn đau của mình. Thì khi mà mình chịu đựng như vậy á, thì kèm theo sẽ gây rất là nhiều cái vấn đề khó chịu khác. Khi mà mình đau như vậy á, thứ nhất mình sẽ gây khó ngủ, cảm giác ăn không ngon, ngủ không yên ha. Thì như vậy nó kéo theo là vấn đề khác như là dễ bị suy kiệt về mặt dễ bị suy dinh dưỡng, dễ bị suy kiệt về mặt tinh thần này kia, thì lúc đó là cái điều trị nó sẽ không có được đảm bảo. Thì đối với bệnh nhân thì tôi khuyên là thứ nhất là mình cũng không có vấn đề gì e ngại khi mình phải bộc bạch cái chuyện đó với người thân hay là với bác sĩ, tại bây giờ trong tay mình có nhiều cái vũ khí, nhiều cái phương pháp để mình có thể khống chế được cơn đau.
Và cũng không nên quá lo lắng là cái chuyện, tại vì tôi biết một số bệnh nhân là rất là sợ khi mà nói ra như vậy á, khi mà sử dụng thuốc giảm đau lâu ngày, nhất là cái thuốc giảm đau mà dẫn xuất từ áp phiện, là có thể là giống như tôi nói là sợ bị ghiền thuốc hay bị lệ thuộc thuốc. Dạ. Nhưng mà cái chuyện này thì quý bệnh nhân cũng yên tâm, tại vì những cái thuốc giảm đau, ngay cả những thuốc giảm đau dẫn xuất từ áp phiện đi nữa, thì cái này là các chế phẩm dành cho y tế. Thì bởi vậy khi mình xài như vậy với một liều lượng, với một cái mức độ điều chỉnh thuốc của bác sĩ thì vẫn an toàn, và đừng có sợ cái chuyện là mình bị lệ thuộc thuốc hay bị ghiền thuốc mà mình không Dạ. dám xài. Thì cái này thì bệnh nhân yên tâm, cái này mình sử dụng một cách có kiểm soát, thì bởi vậy không có vấn đề gì là lo ngại về cái chuyện tác dụng phụ hay là bị lệ thuộc thuốc gì hết, thì đừng có lo. Thì cái thứ hai, nếu mình tuân thủ theo phác đồ điều trị thì nói rồi, khi mình điều trị cái khối u nó ổn lại, khối u nó giảm lại, thì tự nhiên những cái triệu chứng do khối u gây ra, chẳng hạn như đau, như mệt hay là chán ăn này kia, thì tự nhiên nó cũng sẽ giảm theo. Dạ. À, một lần nữa Hiền Thục xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Triệu Vũ vì đã dành ra một ít thời gian bận rộn của mình để nhận lời tham gia tư vấn, và xin được mến chúc bác sĩ luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc giúp đỡ các bệnh nhân ung thư ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.